Mời quý vị theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 cho tới 29 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Dục Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 cho tới 32 độ, độ ẩm trung bình 80%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 cho tới 35 độ, độ ẩm trung bình là 80%.